Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin hôm nay của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ cập nhật được cho mình những thông tin hữu ích nhất. Đừng quên nhấn like để ủng hộ cho chúng tôi và nhấn nút theo dõi kênh để không bỏ sót bất kỳ thông tin nào quý vị nha. Sau đây là những nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Mỗi trưởng Long vừa đổi si tay mới, netizen đã khăng khăng chẳng phải copy của hậu hoàng sao. Trong thời gian gần đây, sau nhập ngũ dễ dàng nhận ra sự thay đổi của mũ trưởng Long, từ đồng chí chỉ huy nghiêm khắc đã lột xác thành thanh niên xì si tin trẻ trung khi xuất hiện cùng hậu hoàng và mọi người. Không những biết bắt trend cùng giới trẻ, mũ trưởng Long còn bắt đầu đổi phong cách xuất hiện với hình tượng mới mẻ, được netizen ví như hot boy Hàn Quốc. Trong buổi họp mặt tiễn Dương Hoàng Yến về Hà Nội mới đây, đồng chí mũ trưởng diện trang phục tông màu bi nâu, đội nón đeo kiến khiến ai nấy trầm trồ vì gu thời trang ấn tượng, xì tai mới trong trẻ trung ra vài tuổi. Tuy nhiên khi nhìn mũi trưởng long với phong cách mới, khán giả lại có phần thấy quen quen. Lục lại những hình ảnh trước đó mà hậu hoàng chia sẻ trên mạng xã hội mới đây, thánh nhạc chế đã từng thử qua style thời trang này. Chính vì thế, netizen cứ khăng khăng phong cách mới của mũi trưởng long được chính hậu hoàng truyền cảm hứng. Nếu như trước đó Dương Hoàng Yến lần đầu tẩy tóc, đổi màu mới vì bị hậu hoàng rủ rê, chẳng phải mũi trưởng long cũng đang dần lay style mới của thánh nhạc chế sao? Người hâm mộ lại soi hậu hoàng và mũi trưởng long dùng vòng đôi. Từ sau khi được đẩy thuyền trong sau nhập ngũ năm 2020, Hậu Quang và Mũi Trưởng Long cũng thuận nước đẩy thuyền, thường xuyên thả tính và tương tác nhiều hơn trên mạng xã hội. Số lượng thuyền viên của chiếm hạm này cũng tăng theo cấp số nhân mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Những ngày gần đây, Mũi Trưởng Long và Hậu Quang liên tục vướng nghi vấn diện đầu đôi, đó là áo đôi, quần đôi và mới đây nhất là vòng đôi. Dù chiếc vòng khá bé và dễ dàng bị lướt qua, nhưng với các thuyền viên thì đây là tín hiệu đáng mừng về hiên của hai người này cụ thể bức hình xuất hiện khi khánh vân du hoàng yến hậu hoàng mỗi trưởng long gặp nhau mặc dù mỗi trưởng long và hậu hoàng không ngồi cạnh nhau nhưng điều đó cũng không là gì với các thánh sôi nhiều người thậm chí còn khẳng định mỗi trưởng long và hậu hoàng đã thành một đôi chỉ là chưa công khai bởi lẽ có rất nhiều hình ảnh thông tin cho rằng hai người đang trong quá trình tìm hiểu đối phương xuất hiện nhiều bên nhau khác tình tứ nhiều người thậm chí còn khẳng định mỗi trưởng long và hậu hoàng đã thành một đôi chỉ là chưa công khai bởi lẽ có rất nhiều hình ảnh thông tin cho rằng hai người đang trong quá trình tìm hiểu, xuất hiện bên cạnh nhau khá tình tứ. Hiện tại trên Facebook, nhiều đội nhóm đẩy thuyền hậu quang và mũi trưởng long cũng xuất hiện đặt niềm tin vào chiếm hạm này. Hình ảnh mũi trưởng long nghiêm túc ngày nào bị phá hủy sau đoạn clip này. Mới đây, ca sĩ dung Hoàng Yến vừa đăng tải lên trang TikTok cá nhân của mình một đoạn clip vô cùng hài hước. Hơn hết trong clip còn có hậu quang và mũi trưởng long, cặp đôi đang được cư dân mạng đẩy thuyền cực mạnh trong chương trình sau nhập ngũ hình ảnh mũi trưởng long nghiêm chỉnh lạnh lùng trong chương trình sao nhập ngũ đã bị phá vỡ hoàn toàn trong đoạn clip nội dung đoạn clip là cả một nhóm cùng nhau thực hiện lại vũ điệu của một đoạn nhạc đang hot trên tiktok nhưng đồng chí mũi trưởng đã không thuộc bài và biến tấu một cách hài hước khiến cư dân mạng một phe ngã ngửa vì sự đáng yêu này những động tác và biểu cảm của mũi trưởng long trong đoạn clip trên khác xa hoàn toàn với hình ảnh nghiêm túc cool ngầu trong chương trình sao nhập ngũ nhiều cư dân mạng ngạc nhiên và nhanh chóng bình luận thắc mắc Đồng chí mũi trưởng đã làm cho cả cộng đồng mạng được một pha cười lăn lộn vì hành động quá sức đáng yêu. Trước đó ai cũng tưởng nhầm đây là một người lạnh lùng, trầm tính. Một đoạn clip khác cũng được bạn của đồng chí mũi trưởng chia sẻ trên TikTok. Quả thật mũi trưởng Long đã phá vỡ hình tượng và trở thành cây hại mới của làng TikTok Việt Nam. Kỳ Duyên cập nhật toàn cảnh nhiệm vụ quân y trong sao nhập ngũ. Ai nấy đều xúc động. Tập 14 sao nhập ngũ lên sóng nói tiếp hành trình của nhiệm vụ quân y trong ngày thứ năm nhập ngũ của sáu chiến sĩ mới trong nhiệm vụ này hậu hoàng trở thành thương binh được kỳ duyên và dương hoàng yến đưa đi tìm người cứu chữa và khiên cán trở về lữ đoàn khi cán đã hỏng kỳ duyên quyết định cổng hậu hoàng dương hoàng yến đi bên cạnh để bảo vệ và giúp đỡ duyên khi gặp khó khăn cuối cùng cả ba người về đến nơi an toàn được mỗi trưởng khen ngợi linh hoạt trong việc cứu chữa thương binh nhiệm vụ hoàn thành mới đây kỳ duyên đã đăng tải toàn bộ hình ảnh về chặng đường đầy gian nan của ba cô gái tây miền bắc Tây miền Bắc chúng tôi vẫn ổn sau chặng đường xa đầy trắc trở vượt rừng. Chúng tôi đã đưa đồng chí Hậu về đến nơi an toàn, báo cáo hết. Trong mỗi bức hình là dòng cáp xanh đầy tình cảm dành cho đồng đội của mình. Đúng như mỗi trưởng Long nói, thật may mắn khi các chiến sĩ đoàn kết với nhau. Cả các chiến sĩ mới lẫn chiến sĩ cũ đều đồng lòng cùng nhau vượt qua nhiệm vụ. Đây chính là tinh thần đáng quý của quân ngũ. Nhìn những bức ảnh của kỳ duyên đăng tải, người hâm mộ cũng không khỏi xót xa, nhưng hơn hết là cảm động vì tinh thần của cả ba người sau nhập ngũ hậu hoàng và mũi trưởng long tiếp tục bị phát hiện mặc quần đôi thuyền cập bến sau mặc dù một bên là người nổi tiếng một bên làm việc trong môi trường quân ngũ nghiêm khắc nhưng hậu hoàng và mũi trưởng long lại có nhiều điểm hợp vô cùng khiến cư dân mạng không ngừng để thuyền cặp đôi mới đây cư dân mạng tiếp tục soi được chi tiết trùng hợp liên quan đến hậu hoàng và mũi trưởng long theo đó trong đoạn clip hôm 8 tháng 3 mà Mũi Trưởng Long quay cùng với Hậu Hoàng và Dương Hoàng Yến đăng trên kênh TikTok, khán giả bất ngờ phát hiện chiếc quần anh chàng giống hệt chiếc quần mà hậu hoàng từng mặc trước đó và đăng tải trên trang cá nhân. Việc cặp đôi bị soi diện quần đôi một lần nữa khiến khán giả vô cùng thích thú, bởi trước đó cư dân mạng cũng tìm ra được chiếc áo khoác mà mũi trưởng long mặc giống hệt với áo khoác của hậu hoàng, với những cặp đang yêu nhau thì người ta hay gọi là mặc đồ đôi. Vào thời điểm đó, một số cư dân mạng cho rằng đây không phải là áo khoác cấp bồ mà chỉ là một chiếc áo khoác riêng lẻ của mũi trưởng long và được hậu hoàng mượn mặt bà thôi. Nhưng dù giải thích bằng cách nào đi chăng nữa thì hẳn nhiều người vẫn thấy mối quan hệ của cả hai trên mức tình đồng chí. Hậu hoàng bắt đồng chí khác chịu trách nhiệm vì nắm tay ngay bài đăng của mũi trưởng long Ai cũng phải bó tay với độ lầy lội của hậu hoàng. Ngày 27 tháng 2 là sinh nhật 27 tuổi của mũi trưởng long với vai trò là nhân vật chính thì đương nhiên mỗi trưởng phải đăng bài tự chúc mừng rồi. Công nhận dân mạng đã mê ngay thì cấm có sai bao giờ. Trong tấm ảnh mới toanh, mỗi trưởng tiếp tục đốn tim họ chị em bằng gương mặt sói ca ngời ngợi cùng nụ cười tươi rói sáng cả góc trời. Không để mọi người chờ lâu, chỉ ít phút sau khi mỗi trưởng đăng bài, hậu hoàng đã có mặt cùng lời chúc vô cùng đặc biệt, kèm bức ảnh đôi hiếm hoi cực kỳ tình cảm của cả hai. Chúc mừng sinh nhật đồng chí ạ, à. chúc đồng chí sẽ có được tôi. Thôi ấp ảnh hai người luôn cho mọi người đỡ cực khổ ghép ảnh, hô hô. Tuy nhiên trong khi cư dân mạng đang háo hức vì cẩu lương cực chất lượng thì hậu quang tiếp tục rắc thính ngay tại bài đăng chúc mừng sinh nhật của mỗi trưởng. Cụ thể nàng youtuber đã đề nghị một đồng chí khác chịu trách nhiệm vì đã nắm tay mình. Tuy nhiên cả nhà cứ yên tâm đẩy thuyền mũi trưởng long và hậu Hoàng nhé vì đồng chí này là hoa đã có chủ rồi. Thanh Hưng suối hậu quang làm vợ mũi trưởng long, phản ứng của chính chủ khiến fan tin thuyền đã cập bến. Mới đây, Hậu Hoàng đã chia sẻ hình ảnh trong tập 13 của chương trình sau nhập ngũ, kèm ta Không chặt được lần này thì thôi mình tập thêm thể lực, mình làm lại lần sau, gì mà đồng chí phải sỉ nhục tôi, hu hô, hô tôi tức điên. Dưới phần bình luận, Hậu Hoàng còn đăng một ảnh ghép, trong đó mặt của cô được đổi chỗ với mặt mũi trưởng long Hậu Hoàng viết thêm, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Điều này cũng do cơ sự xảy ra trong tập 13. Theo đó, hậu hoàng mặc dù đã cố gắng vận nội công nhưng không chặt nổi một viên ngói nào. Hậu hoàng định chơi ăn gian, nhưng lúc mũi trưởng long không chú ý thì ném viên ngói xuống đất để vờ như mình đã đập vỡ. Tuy nhiên, không may mũi trưởng long đã phát hiện hành động bất thường của hậu hoàng và còn công khai trêu chọc cô trước toàn đội là để lại ngói cho anh xây nhà đúng không? Cùng với nhiều netizen khác, ca sĩ Thanh Hưng bình luận suối hậu hoàng cách trả thù mũi trưởng long tốt nhất về làm vợ người ta rồi nắm hết tài chính thu gom triệt để quỹ đen của đối thủ không cho cầm đồng nào đó là giải pháp trả thù nhân văn nhất mũi trưởng long nhanh chóng ngửi được mùi kỳ lạ và lập tức phản hồi anh đừng dạy người ta làm khổ em vậy chứ còn hậu quang thì lãng tránh vấn đề chính nguyễn thanh hưng và nguyễn việt long hai ông tính thậm thuộc gì ở facebook tôi thế sau khi sao nhập ngũ công chiếu mũi trưởng việt long và hậu hoàng thành chiếm hạm không có gì phá nổi cặp đôi được khán giả đẩy thuyền nhiệt tình nhờ tương tác tự nhiên đáng yêu trong môi trường quân đội hậu quang cũng từng chia sẻ mặc dù chỉ mới quen biết nhau vài ngày nhưng mũi trưởng long là đồng chí nam đặc biệt nhất với mình anh để lại cho cô nhiều cảm xúc khác nhau đáng yêu có giận có vui có mà ghét cũng có